Xin kính chào quý vị và các bạn. Chưa bao giờ và chưa khi nào ngành công nghiệp làm đẹp lại phát triển nở rộ như ở nước ta hiện nay. Có cung ắt có cầu, rất nhiều các trung tâm thẩm mỹ làm đẹp mọc lên để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các chị em phụ nữ. Và để thu hút khách thì có rất nhiều các trung tâm đã đưa ra rất nhiều những quảng cáo có cánh về chất lượng cũng như là về các dịch vụ làm đẹp tại các trung tâm của mình. Song có không ít những quảng cáo thiếu trung thực và đặc biệt là có rất nhiều quảng cáo mượn cả những sinh viên nước ngoài hay là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam để đội lốt các chuyên gia, các bác sĩ đang hợp tác với các trung tâm này. Và đối mặt với vấn đề giả và thật trong quảng cáo đã và đang tồn tại trong các dịch vụ làm đẹp và thẩm mỹ tại nước ta hiện nay, thì khách hàng chính là những người sáng suốt nhất để lựa chọn những dịch vụ thật đúng đắn để phù hợp với túi tiền cũng như đảm bảo được sức khỏe của chính bản thân mình. Và tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi trong chương trình Thời trang và phong cách tuần này, xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, bác sĩ người Mỹ Reza Tochizi, chuyên gia về da liễu và laser thẩm mỹ, người đã có 30 năm kinh nghiệm về laser thẩm mỹ, và bà Đặng Thanh Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Beauty Medi Clinic and Spa. Xin được chào bác sĩ Tochizi. Xin chào bà Đặng Thanh Hằng. Và câu hỏi đầu tiên xin phép được gửi đến bà Đặng Thanh Hằng ạ. Thực tế ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy là các trung tâm thẩm mỹ đang lạm dụng cụm từ chuyên gia thẩm mỹ. Và thực tế thì trong số rất nhiều các chuyên gia thẩm mỹ hiện nay thì có các chuyên gia thậm chí chưa từng bao giờ qua một trường lớp đào tạo về thẩm mỹ cũng như là y khoa da liễu. Và có thể nói rằng là nhiều người nghĩ khách hàng ở Việt Nam hiện giờ đang quá dễ dãi khi giao bản thân mình, giao phó sức khỏe của mình cho rất nhiều những chuyên gia như vậy. Vậy thì không biết là ý kiến của bà Đặng Thanh Hằng về vấn đề này như thế nào? Khách hàng họ quá nôn nóng do cái việc để đi làm đẹp và họ không quan tâm tới cái hiệu quả mà họ chỉ quan tâm tới giá thành. Và họ nghĩ đó là rất là nguy hiểm. Và cái đó là rất là nguy hiểm. Và có những cái trung tâm thì họ muốn tiết kiệm cái chi phí thì họ không muốn mời các chuyên gia và các bác sĩ giỏi. Và họ có thể là tự làm để giảm được chi phí và giá thành. Đó là ý kiến của bà Đặng Thanh Hằng. Thế còn chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của bác sĩ Tochizi về vấn đề này. Chúng tôi rất muốn biết là ở các nước châu Âu và đặc biệt là ở Mỹ nữa thì cái vấn đề này được chúng ta nhìn nhận như thế nào, và liệu một số chuyên gia làm đẹp khi làm việc trong lĩnh vực này mà lại chưa qua trường lớp đào tạo bài bản thì liệu có phải là phạm pháp hay không? Và những cái hiểm họa ẩn đằng sau vấn đề này là gì ạ? To do any perfect or good job, để có thể làm tốt bất cứ công việc nào cũng cần đến 3 yếu tố: kiến thức chuyên môn tốt, kinh nghiệm và thiết bị hiện đại. Điều đáng mừng ở Beauty Medi, chúng tôi có cả 3 yếu tố đó. Ví dụ như tôi đã nghiên cứu Thermat khi kỹ thuật này lần đầu xuất hiện và đã sử dụng phương pháp này cho hơn 8.000 bệnh nhân. Như tôi đã nói, chỉ riêng về vấn đề học vấn, một bác sĩ tham gia một khóa đào tạo trong vài tháng để học về công nghệ Thermat rất khác với một bác sĩ nghiên cứu về nó suốt 10 năm và xử lý hàng ngàn trường hợp. Trong y học, bạn cần có đủ kiến thức, kinh nghiệm và những thiết bị thích hợp. Chúng tôi cũng rất là muốn biết ở các nước châu Âu và các nước như là Mỹ thì có gặp phải những cái hiện tượng giống như chúng tôi đang gặp tại ở Việt Nam hiện nay hay không? Đó là có rất nhiều các cái trung tâm thì mượn những cái bác sĩ, những cái chuyên gia chưa được qua trường lớp đào tạo bài bản. Thậm chí là họ còn tự truyền nghề cho nhau ngay tại trung tâm đấy. Khi một người mới đến thì những người cũ lại truyền lại kinh nghiệm cho nhau. Yes, it happens all over the world. Có chứ, điều này xảy ra trên toàn thế giới. Chỉ có điều, nơi ít, nơi nhiều mà thôi. Chúng tôi biết rằng phương pháp này hiện được sử dụng tại rất nhiều quốc gia, nhưng công nghệ này được phát minh ra và thử nghiệm tại Mỹ bởi những chuyên gia cũng đến từ đó. Chính vì vậy, ít nhất chúng tôi cũng có kinh nghiệm hơn. Ý tôi không phải là những bác sĩ khác thì không có kinh nghiệm, nhưng bởi công nghệ này đến từ Mỹ, hầu hết các loại tia laser đều xuất phát từ California và tại nơi mà nó ra đời, thì hẳn nhiên những người làm trong lĩnh vực ấy sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn những chuyên gia ở nơi khác rồi. Vâng, vậy thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn không biết là nếu như những trường hợp vi phạm như thế ở đất nước của bác sĩ nhà nước Mỹ thì sẽ bị xử phạt như thế nào và hình thức xử phạt nó có nghiêm và nặng hay không? Vâng, tất nhiên rồi. Khi mà họ làm sai thì không chỉ các bác sĩ chuyên gia mà cả những bệnh nhân đều sẽ liên quan đến vụ việc. Đôi khi họ có thể tự dàn xếp trước khi đưa nhau ra tòa. Nhưng nếu không, tòa án sẽ giải quyết. Người làm sai thì sẽ phải chịu phạt. Đối với những chuyên gia, người có bằng cấp để hành nghề, bất cứ sai lầm nghiêm trọng nào cũng đều không thể chấp nhận được. Còn một điều nữa khiến những bác sĩ không dám mắc lỗi, đó là có một website của luật pháp bang California ghi lại bất cứ sai sót nào của chúng tôi. Ví dụ như tôi, Reza Tochizi, bất cứ lỗi lầm nào tôi mắc phải đều sẽ bị ghi lại trên đó. Ví dụ như họ nói, bác sĩ này đã mắc phải 4 lỗi và bác sĩ đó bị gọi hầu tòa.
những lỗi như nhận tiền phi pháp hay nghỉ làm không phép đều sẽ bị ghi lại. Điều đó thực sự rất tốt, bởi khi bạn chọn bác sĩ cho mình, bạn có thể lên trang web của luật pháp bang California, gõ tên bác sĩ đó vào và tìm hiểu. Và nếu bạn lên đó và gõ tên của tôi, bạn sẽ thấy sau hơn 20 năm học tập về công nghệ thẩm mỹ, bản tiểu sử của tôi vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Tôi tự hào nói rằng mình đã đóng góp rất nhiều cho quê hương và giờ là lúc tôi tới Việt Nam hợp tác với Beautymedi. Vâng, như vậy là bác sĩ đã vừa chia sẻ là ở Mỹ thì tất cả các thông tin về các bác sĩ và các chuyên gia thẩm mỹ làm đẹp đều được đưa lên một website chung. Và chính vì thế tất cả các chị em phụ nữ khi mà muốn làm đẹp và muốn tìm hiểu lựa chọn bác sĩ thì đều có thể tìm hiểu các thông tin như vậy để lựa chọn cho mình một bác sĩ tốt nhất. Không biết là bà Đặng Thanh Hằng nghĩ sao về cách làm này của các cái chuyên gia ở phía bên Mỹ để làm thế nào mà đảm bảo là những bác sĩ tốt nhất sẽ được lựa chọn cho những cái chị em phụ nữ khi mà muốn làm đẹp. Thermax hay là Liposonic hay là máy facial của bên Beautymedi thì tất cả những các bác sĩ mà được điều trị tại Beautymedi đều có được tên trên website của tất cả các hãng và trên thế giới họ đều có thể cập nhật được. Và đấy là những bác sĩ nào đã được hãng và đã được các thông tin mà đưa được tất cả những cái đó lên cho khách hàng. Và Hằng nghĩ rằng là ở bất kỳ một nước nào họ cũng có thể truy cập từ vào Beautymedi và họ có thể tìm hiểu được các bác sĩ của Beautymedi. Và Hằng nghĩ đó là một cái thông tin rất là hay. Và khi chị Thanh Hằng nhắc đến đây thì anh Duy cũng xin được giới thiệu một lần nữa với tất cả quý vị. Bác sĩ Tochiji cùng tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta chính là một người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp và laser thẩm mỹ, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là bác sĩ cũng đã có 3 trung tâm thẩm mỹ tại Hoa Kỳ. Và rất là đặc biệt khi bác sĩ đã quyết định là cùng hợp tác với trung tâm Beautymedi của bà Đặng Thanh Hằng để cùng làm đẹp cho các chị em phụ nữ tại Việt Nam. Bây giờ quay trở lại câu chuyện của Việt Nam thì chúng ta thấy là danh xưng về chuyên gia thẩm mỹ đang bị lạm dụng rất là nhiều. Và trong số đó thì một số người vẫn chưa bị thổi còi và các trung tâm vẫn làm như vậy, tính toán để làm thế nào để giảm tối đa chi phí cho các cái hoạt động dịch vụ làm đẹp của mình. Thì chị Thanh Hằng là một người đã hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ cũng như làm đẹp. Đặc biệt là chị cũng đã sở hữu ảnh viện áo cưới Thanh Hằng Jessian hơn 20 năm về trước rồi. Rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì chị nghĩ sao về cách làm của các trung tâm này tại Việt Nam hiện nay? Theo góc độ của một người làm kinh doanh thì Hằng nghĩ rằng là họ sẽ thường hướng tới cái lợi nhuận và họ muốn làm thế nào thu hồi vốn nhanh. Có lẽ là riêng Hằng có một cái cách sống cũng khác. Có lẽ là Hằng thích là khi mà đã làm một cái gì cũng giống như Hằng đang có một cái nguyên tắc về sống với mình. Ví dụ như là Hằng làm thật, sống thật và kể cả kinh doanh, Hằng cũng thích kinh doanh thật. Thì Hằng đầu tư rất là nhiều và Hằng cũng muốn rằng là khi đã những cái máy móc Hằng đã nhập về nó là những cái máy móc rất là đắt tiền, cũng như là những cái máy đó là đều được FDA công nhận, bởi vì Hằng cũng muốn là mang lại một cái kết quả nào tốt nhất cho khách hàng. Thì cái việc mà máy ngoài cái việc đầu tư máy ra thì Hằng cũng phải nghĩ đến là phải có những bác sĩ rất là giỏi và những cái chuyên gia giỏi để về họ có thể làm thế nào khi cũng là một cái máy thơm mát đó, nhưng có thể nếu làm cho một người khách hàng là một cái người mà mới được học thôi, hay là giống như là Hằng làm chủ nhưng Hằng có thể tự làm, thì kết quả sẽ không thể bằng được một bác sĩ có kinh nghiệm. Và nhất là bác sĩ từ Mỹ về thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ tốt hơn, nhưng bù lại thì người khách hàng có một cái hiệu quả rất cao nhưng họ lại phải trả một cái số tiền rất lớn. Và đó là cũng có thể là cái sự so sánh của một người khách hàng. Họ nghĩ rằng cũng cái số tiền này, cũng cái máy này, họ có thể làm một cái trung tâm này giá rẻ hơn, nhưng Hằng tin chắc chắn rằng một cái kết quả để đem lại thì chắc chắn là không đẹp bằng. Bác sĩ có cảm thấy là có một cái sự khác biệt gì đó giữa quan niệm về nhận thức về cái đẹp giữa những người phụ nữ Việt Nam, hay là nói cách khác các người phụ nữ phương Đông nói riêng đi ạ, và những người phụ nữ phương Tây? Có chứ, tuy nhiên cũng không lớn lắm. Đó là những khác biệt về thị hiếu. Phụ nữ phương Tây nói chung, đặc biệt ở Mỹ, thường có xu hướng tin tưởng vào những tiến bộ khoa học. Khi họ được thông báo rằng kỹ thuật tiêm Botox đã được cải tiến, hầu hết mọi người đều tin tưởng khi sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên ở châu Á, hầu hết mọi người vẫn còn ngần ngại, lo lắng về những phản ứng phụ hay tác dụng xấu của phương pháp. Nhưng tôi cho rằng đây chỉ là sự khác biệt nhỏ. Thế thì anh Duy lại thắc mắc là không biết là khi bác sĩ được tiếp xúc và làm đẹp với các chị em phụ nữ tại Việt Nam ấy, thì bác sĩ có cảm thấy có một cái khó khăn gì và nó khác so với việc là bác sĩ làm đẹp cho các chị em phụ nữ tại Mỹ cũng như là phương Tây ấy? Không, bởi phụ nữ Việt Nam rất thân thiện và trân trọng cái đẹp. Họ luôn trân trọng những dịch vụ tôi đã làm cho họ. Tôi rất vui vì họ đã tin tưởng mình. Có lẽ niềm tin đó đến từ phía chị Thanh Hằng. Bởi như tôi thấy, mọi người tin tưởng cô ấy. Và khi cô ấy lựa chọn tôi để hợp tác, họ cũng tin tưởng tôi. Con số hơn 6.000 bệnh nhân đã từng được ông điều trị Thermax. Và đặc biệt trong số đó thì có rất nhiều các chính khách, cũng như là các diễn viên hay là những người nổi tiếng tại Hollywood. Thì có một điểm đặc biệt như vậy, và trong số những chính khách đã từng được bác sĩ làm đẹp
thì có cả những chính khách là nam, thì trong đó có nguyên Tổng thống Mỹ George Bush và nguyên Tổng thống Bill Clinton. Đây là một thông tin rất là đặc biệt và có lẽ là nhiều chị em phụ nữ ở Việt Nam chưa biết về điều này. Thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về những chính khách đã từng đến làm việc cùng với cả bác sĩ. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều quan tâm đến cái đẹp. Điều đó rất tự nhiên thôi. Dù có tin tưởng tôi thế nào đi chăng nữa, họ vẫn quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân mình. Ngày nay bạn biết đấy, nhất là khi bị làm công việc phải tiếp xúc nhiều với công chúng, bạn càng muốn trông mình đẹp hơn trong mắt họ. Và khi bạn có vẻ ngoài ưa nhìn, công chúng sẽ tôn trọng bạn hơn. Bạn biết đấy, theo luật bảo mật thông tin cá nhân tại Mỹ, tôi xin lỗi không thể cung cấp bất cứ cái tên cụ thể nào. Nhưng quả thật, đúng là có rất nhiều người nổi tiếng, chính trị gia đã tìm đến tôi để chăm sóc sắc đẹp. Trong xã hội hiện nay thì rất là nhiều người, tất cả mọi người đều có nhu cầu làm đẹp. Và chính vì thế họ rất là mong muốn được đến gặp các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ, các trung tâm làm đẹp. Với điều này thì không biết là chị Thanh Hằng có đồng ý với bác sĩ của chúng ta không ạ? Một cái xã hội phát triển thì hầu như là tất cả các con người và mọi người đều ai cũng muốn được được đẹp hơn và được tự tin hơn. Và đó cũng là làm để cho mọi người được hạnh phúc hơn. Và Hằng nghĩ đấy là sự thật sự là văn minh. Vâng, rất là cảm ơn chị Thanh Hằng, cảm ơn bác sĩ Tô Chi Di. Bởi vì ngày hôm nay hai vị khách mời đã đến với chương trình chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng cho việc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Và quay trở lại cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là chúng ta đang nói về rất nhiều những trung tâm. Chúng ta thấy là đang lạm dụng danh xưng chuyên gia thẩm mỹ, cũng như là chưa thực sự quan tâm đến việc làm đẹp của các chị em phụ nữ, mà chỉ quan tâm đến vấn đề về mặt chi phí thôi. Thì qua đó thì chúng ta có một lời khuyên muốn gửi đến tất cả những chị em phụ nữ đang có mong muốn được làm đẹp. Đó là chúng ta hãy nghĩ đến sức khỏe, nghĩ đến sắc đẹp thực sự của bản thân mình để lựa chọn những trung tâm thực sự là có uy tín và có những công nghệ cao, có những bác sĩ hàng đầu. Và hiện giờ thì tại Beauty Medi của chị Thanh Hằng thì đang có rất là nhiều những bác sĩ đang có hàng chục năm kinh nghiệm về làm đẹp đến từ Mỹ, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, chuyên về chăm sóc sắc đẹp, để trẻ hóa làn da này, phun thêu và phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt là có các bác sĩ Việt Nam đầu ngành về da liễu nữa, cho nên đây có thể là một trung tâm mà rất đáng tin cậy đối với các chị em về vấn đề làm đẹp. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi đã ghi lại được.